sứ giả và thần chết. Thần chết có ở nhà không? Dạ không, thần chết đi vắng cả tuần nay rồi. Bao nhiêu công việc ùn tắc mà con không biết giải quyết thế nào đây nữa. Thế thì những hồ sơ ta gửi tới từ tuần trước, thần chết vẫn chưa xử lý hết sao? Vẫn chưa đâu ạ, ngày ấy đi từ tuần trước mà. Chết thật, cứ tình hình này thì làm sao ta báo cáo công việc được? Dạ, con cũng định đi tìm ngày ấy, nhưng vì ở đây cũng còn nhiều việc quá nên con không dám bỏ đi. Thôi được rồi, để ta đi tìm cho. Công việc gần đây nhất mà ông ta làm là gì? Ông ấy đi đón người này ạ. Yêu tương, hết cờ nhé. Không được, khoan đã, nước này không tính. Sao lại không tính chứ? Ngài thua rồi thì phải nhận đi. Thần chết đây rồi. Vừa nãy là do ta chưa nhìn rõ, ông hãy lùi lại mấy bước đi. Thần chết, thì ra là ngài ở đây. Ủa, sư giả, sao ngài lại ở đây? Tôi phải hỏi ngài mới đúng chứ. Công việc thì bộn bề, mà ngài còn ở đây chơi cờ sao? Ta vẫn đang làm việc đấy chứ. Sắp đến giờ vợ tôi vào thăm tôi rồi. Tôi xin phép đi trước. Hai người cứ nói chuyện nhé. Sao ngài có thể để ông ấy đi như thế? Chỉ cần đưa ông ấy đi là xong việc thôi mà. Không phải việc gì cũng có thể giải quyết dễ dàng như thế đâu. Tôi thấy rất đơn giản. Hồ sơ của ông ấy đã được gửi đến chỗ ngài rồi. Ông ấy đã đến lúc phải đi rồi. Ngài đang làm chậm trễ công việc đấy. Ngài cứ đi theo ta đã nhé. Để tôi cắt móng tay cho ông nhé. Móng lại dài ra rồi đấy. Thằng Dũng vừa nhận được quyết định lên chức ông à. Vợ nó cũng mới được tăng lương. Còn bé Moon đi học cũng được cô giáo khen lắm. Tiền dành dụm tôi vẫn giữ đủ. Chỉ đợi ông tỉnh lại để thực hiện chuyến đi của hai chúng ta nữa thôi. Dạo này thời tiết đẹp, trời này mà đi du lịch thì hợp lắm đây. Vì lý do này mà ngài cố tình trì hoãn việc đưa ông ấy đi sao? Ngài mềm lòng quá rồi đó. Ta đã xem qua cuộc đời của ông ấy. Ông ấy là một người giàu nghị lực và vô cùng nhân hậu. Khi lấy nhau, hai người họ đều rất nghèo. Nhưng họ vẫn có một giao ước, sẽ cùng cố gắng để sau này đi du lịch khắp đất nước. Họ luôn làm việc chăm chỉ để nuôi con ăn học. Dù nghèo khó, nhưng họ luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Nhưng cũng chính vì thế mà họ dành dụm mãi vẫn không đủ tiền để đi du lịch. Khi con trai ông ấy trưởng thành, đã đem biếu bố mẹ một khoản tiền, họ đã rất vui mừng vì cuối cùng có thể thực hiện được mong ước du lịch. Đúng lúc đó thì ông ấy ngã bệnh. Đến cuối cùng, tưởng rằng có thể thực hiện ước mơ thì ông ấy lại ngã quỵ. Tôi chỉ thấy tiếc, giá như có thể có một kết thúc tốt đẹp hơn cho hai vợ chồng ông ấy. Thực ra cũng không phải không có cách, có thể sửa thời hạn trên hồ sơ để cho ông ấy thêm thời gian. Phải rồi, nhưng việc đó lại nằm ngoài quyền hạn của tôi. Phải có cây viết và con dấu của sứ giả mới có thể làm điều đó. Chỉ cần sửa như vậy thì ông ấy sẽ có thêm thời gian. Tốt quá, vậy là ông ta có thể thực hiện được mong ước rồi. Khoan đã, có phải vì lý do này mà ngài cố tình bỏ đi lâu như thế không? Ngài biết tôi sẽ tìm ngài, và ngài muốn chỉ cho tôi thấy tất cả những điều này. Và sau cùng, tôi sẽ ủng hộ ngài kéo dài thêm thời gian cho ông ấy. Thật ra thì... tôi đã bị ngài lôi kéo mà không biết gì. Ngài quá lời rồi. Nhưng nhờ vậy mà tôi hiểu hơn về trách nhiệm của mình. Khi làm việc gì cũng cần phải xem xét nhiều khía cạnh mới có thể xử lý có tình có lý. Chúng ta đi về thôi, còn rất nhiều việc cần làm đấy. Phải đi. Cô gái tuyết.
Ngày xưa, trên thảo nguyên bao la, có chàng chăn cừu Peter đáng tin cậy nhất trên đời. Khi chàng đã hứa điều gì thì chàng sẽ thực hiện đến cùng. Dân làng nói với nhau rằng, một khi đã giao những chú cừu cho chàng thì trời có bão tuyết, họ vẫn yên tâm cuộn tròn trong chăn ấm. Cô ca! Cô ca! Ôi! Cô ca! Mày lạnh cống rồi! Sao mày đi xa thế này? Mày sao thế? Mở mắt ra nhìn tao này! Cô ca! Anh nhường áo cho nó thì anh sẽ lạnh cống. Tôi không thể để cô ca chết được. Tôi đã hứa với chủ của nó sẽ luôn đưa nó về nhà an toàn, kể cả khi anh có thể chết cống. Đúng thế. Cô ca, mày phải sống với tao nhé. Tao sẽ không để mày chết đâu. Mày sống rồi cô ca ơi. Xin cảm ơn cô. Nhưng sao cô có thể... Anh hãy hứa đừng bao giờ nói chuyện này với ai. Tôi xin hứa bằng cả trái tim mình. Chào anh, tôi là Mary. Tôi vừa chuyển đến làng này. Chào cô. Tôi nghe nói anh là một anh chàng chăn cừu rất cừ. Tôi có thể gửi và nhờ anh chăm sóc hai chú cừu này được không ạ? Đây là bánh tự tay tôi làm. Xin biếu anh để anh thưởng thức. Ôi, cảm ơn cô. Mary ơi, anh về rồi. Anh rửa chân tay rồi vào ăn cơm. Tuyết rơi rồi. Ồ, sao tuyết lại rơi vào mùa này nhỉ? Nhớ một ngày cách đây lâu lắm rồi, tuyết cũng rơi trái mùa thế này. Cô ca bị lạc trong bão tuyết. Một cô gái tuyết đã cứu nó. Peter, anh đã hứa sẽ không kể chuyện đó với ai mà. Sao em biết? Em chính là cô gái tuyết đây. Em muốn sống hạnh phúc cùng anh, nhưng anh đã không giữ lời hứa. Vì vậy em không thể ở lại được nữa. Mary, em đừng đi. Vừa mới sinh ra, em đã bị bỏ rơi trong rừng giữa mùa đông băng giá. Khi trái tim em đóng băng, bà chúa tuyết đã mang em đi. Bà hứa rằng khi nào có một tình yêu đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim em, thì em sẽ lại tin tưởng con người, sẽ biết yêu thương và có cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái khác. Khi nhìn thấy anh chăm sóc và yêu thương cô ca, em biết tình yêu ấy đã đến với em. Nhưng giờ em không còn tin anh nữa. Một lời hứa có thể mang đến tình yêu, và một lần thất hứa có thể đánh mất tình yêu mãi mãi. Chàng chăn cừu đáng tin cậy nhất đã đánh mất tình yêu của mình như thế, bởi cô gái chàng yêu có trái tim băng giá nhất và dễ tan vỡ nhất thế gian này. Hẹn gặp lại. Iris ơi, đi học thôi. Hadi đến rồi hả cháu? Iris đã đỡ hơn nhiều rồi Hadi à. Em nó cần phải chăm chỉ luyện tập để có thể chống đi lại bình thường và tập múa trở lại. Cô cảm ơn cháu rất nhiều nha. Hai đứa đi học ngoan nha. Dạ, bọn cháu đi đây ạ. À. Hadi, hôm nào cậu cũng dậy sớm đón tớ đi học. Mùa đông đến thì làm thế nào? Trời sẽ rét lắm đấy. Cậu yên tâm, tớ sẽ dậy sớm được mà. Ôi da, hay chà, hôm nay hai đứa mày lại đưa nhau đi học đấy hả? Chân cẳng tốt chứ hả Iris? Này, đừng cậy khỏe bắt nạt yếu, cũng chớ có động vào Iris.
thì thôi, tao chả thèm. Cậu có sao không? Không, tớ không sao. Không sao mà khóc nhè thế này á. Harry, lần nào tớ bị bắt nạt, cậu cũng đứng ra bảo vệ tớ. Tớ thì khỏe, mà cậu thì yếu. Người khỏe phải bảo vệ người yếu chứ. Bà tớ bảo vậy mà. Cậu đúng là siêu anh hùng. Còn cậu, phải trở thành diễn viên múa ba lê, chịu khó tập tành, mơ ước của cậu sẽ thành hiện thực. Mẹ tớ bảo sẽ cho tớ sang nước ngoài chữa bệnh và học tập đấy. Vậy á, bao giờ cậu đi? Tớ cũng chưa biết nữa, chắc sẽ sớm thôi. Nhưng thế, chúng mình sẽ không thường xuyên gặp nhau được rồi. Nhưng cậu phải đi để thực hiện ước mơ của mình chứ. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà. Tặng cậu để làm kỷ niệm nè. Nhưng đây là chiếc đồng hồ cậu rất thích mà. Với cả, nó là đồng hồ của con gái nữa. Cậu cầm lấy đi, bất cứ khi nào cậu thấy nó, cũng có thể nghĩ tới tớ. Thôi, chúng mình đi học, kẻo muộn. Nhiều năm sau. Harry, tại sao cậu cứ đeo cái đồng hồ con gái ấy vậy? Lại còn màu hồng nữa chứ. Vì mình thích đeo. Lẽ nào Iris, cô ấy đã trở về? Mình chẳng còn đủ tiền để mua vé vào xem Iris biểu diễn nữa. Hay mình năn nỉ bác bảo vệ nhỉ? Mình chỉ cần đứng nhìn từ xa thôi cũng được. Mà chắc gì cô ấy còn nhớ tới mình. Nhớ đến cái đồng hồ trẻ con này. Bây giờ cô ấy đã là người xinh đẹp nổi tiếng. Mình thì chẳng là gì cả. Chắc cô ấy không muốn có một người bạn như mình. Thôi, không gặp. Có lẽ sẽ tốt hơn cho cô ấy. Là Iris thật rồi. À, cướp, cướp. Này, làm gì đấy? Thả tay cô ấy ra. Cô có sao không? Sao không nhờ ai đưa về? Tôi không sao. Chỉ là tôi muốn một mình đi dạo quanh thành phố. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh tên là gì? Cho tôi số điện thoại được không? Tôi sẽ trả ơn anh. Khuya như thế này rồi, cô không nên đi một mình đâu. Không cần trả ơn tôi đâu. Harry, Harry phải không? Harry, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Cậu có muốn tớ dạy cậu một khóa học tự vệ không? Để cậu không bao giờ bị bắt nạt nữa. Sao lại không? Còn phải dìu tớ nữa đấy. Vậy là cậu vẫn giữ chiếc đồng hồ con gái này. Không có nó, chắc tớ khó tìm được cậu. Thế mà tớ suýt không dám gặp cậu nữa đấy. Sao lại ngốc thế? Vì tớ ngốc thật, lại thiếu lòng tin ở cậu, còn tự ngồi suy diễn lung tung. Tớ thật có lỗi. Bây giờ tớ hiểu rồi. Có tình cảm chân thành thì ở bất cứ đâu người ta cũng sẽ tìm thấy nhau. Nhất định là thế rồi. Nào, chúng mình cùng đi đâu, ngồi với nhau một lúc đã. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.